sáng nay tại công viên Montero ở thành phố monterey thuộc ngoại ô paris phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến dân hoa tại tượng bắc hồ và thăm không gian hồ chí minh tại bảo tàng lịch sử sống bày tỏ xúc động có mặt trong buổi lễ trang trọng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một địa danh quen thuộc, gần gũi với người Việt Nam và được gặp những người bạn Pháp. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân thành phố đã dành cho Việt Nam bao năm qua và trân trọng gìn giữ những kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư cho đến văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đi thăm không gian chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Bảo tàng Lịch sử sống, nơi lưu giữ những kỷ vật quan trọng về những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp đầu thế kỷ 20. Trước đó vào ngày 21 tháng 11, sau khi tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18 ở Tunisia, Phó Chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã tới thăm trụ sở đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, cộng đồng người Việt tại Pháp với hơn 300.000 người, trong đó có khoảng 50.000 người là trí thức và thành đạt tại nước sở tại. Phó Chủ tịch nước võ thị ánh xuân tin tưởng rằng tinh thần và trí tuệ Việt tại Pháp sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển và bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới. Hôm nay, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Mường Nga và thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri huyện Chư Mường Nga và thành phố Buôn Ma Thuột bày tỏ phấn khởi khi Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột. Kỳ vọng thành phố sẽ nắm bắt thời cơ để xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thật sự là trung tâm của vùng cử tri cũng mong muốn cùng với việc thực hiện các cơ chế đặc thù cho thành phố tỉnh cần quan tâm đến các địa phương lân cận nơi còn khó khăn và đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để tạo sự đồng bộ thống nhất về tổng thể phát triển chung của tỉnh các nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người có công xử lý các công trình xây dựng sai phạm bảo hiểm y tế cho hộ nghèo tình trạng phân bón giả kém chất lượng cũng được cử tri đề cập và quan tâm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện thông cáo chung của hội nghị xây dựng đường biên giới hữu nghị Lào Việt Nam lần thứ 6 giai đoạn 2017-2022. Các nội dung được nêu trong thông cáo chung năm 2017 ở tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả thiết thực, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước, sự hợp tác toàn diện Việt Nam Lào đóng góp quan trọng vào sự ổn định phát triển của Việt Nam Lào nói chung, của các địa phương thuộc hai nước có chung đường biên giới nói riêng. Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, mặt trận hai bên đã thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Lào Việt Nam giai đoạn 2022 2025 với nhiều nội dung trọng tâm. Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Philippines Ram Miguel Zubiri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Philippines bắt đầu từ ngày mai. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với ban lãnh đạo mới của Philippines và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines sau khi hai nước vừa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những năm qua, hợp tác giữa quốc hội hai nước vẫn không ngừng được các thế hệ lãnh đạo củng cố và phát triển. Những nỗ lực ấy một lần nữa sẽ được khẳng định qua chuyến thăm chính thức Philippines tới đây của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là chuyến thăm chính thức Philippines đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm 2022 và của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 16 năm. Thì Chúng tôi cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không chỉ là ở khía cạnh quốc hội mà là thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ta thăm một cái đối tác rất quan trọng của chúng ta à, mà lâu nay thì chúng ta ít có cái điều kiện để trao đổi đoàn cũng như là trao đổi các biện pháp để tăng cường các cái biện pháp song phương thì đây là cái cơ hội rất tốt để mà chúng ta tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ở Việt Nam Philippines trong thời gian tới đây. Nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam và Philippines không ngừng được vun đắp và phát triển, đặc biệt từ sau khi ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng 11 năm 2015. Việt Nam là một trong ba đối tác chiến lược của Philippines. Hợp tác thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 6,8 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong những năm qua. Riêng 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch hai chiều giữa hai nước đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái, hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ đã được tăng cường hơn nữa khi vào năm 2015, Việt Nam và Philippines đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược. Mối quan hệ song phương hiện nay được định hướng bởi chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược Việt Nam Philippines giai đoạn 2019-2024. Đây là định hướng quan hệ song phương giữa hai nước, bao trùm nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, an ninh, y tế, hợp tác kinh tế, du lịch và bao gồm cả hợp tác nghị viện xuyên suốt chặng đường vừa qua quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai bên phát triển tốt đẹp trên cả phương diện song phương và đa phương mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước đóng góp tích cực vào hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực chuyến thăm chính thức philippines của chủ tịch quốc hội vương đình huệ bắt đầu từ ngày mai sẽ tiếp tục vun đắp củng cố làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam philippines